Em còn một con máy cắt bê tông. Cái này nóc. Này lưỡi ba tấc. Con này Shinowa 7x5 nha. Con này em thấy nó khá là đủ đồ. Nhưng mà giật nó cứng máy nha. Chưa, em cũng chưa có mở bô rồi xem nên là bán mù ha. Con này em bán cho một người 200.000 nha. Con này em bán xả 200.000. Bán mù nha. Về mở ra nếu mà nó hơi nó còn ok thì mình xử lý, mình dọn lên. Mấy con này 51 ly này. Này hàng bãi nha, không về là cứng chưa có mở kiểm tra rồi nha. 200.000 con này nha, không bao ship, làm cho